Thưa quý vị, thời gian gần đây, các đối tượng xấu liên tục sử dụng các phương thức mới thực hiện cuộc gọi lừa đảo qua điện thoại để đánh cắp thông tin cá nhân của người tiêu dùng hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình đó, Công an Tây Ninh khuyến cáo người dân hãy cẩn trọng với cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ. Để phòng tránh bị lừa đảo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số căn cước công dân, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin tài khoản cá nhân nào. Xác nhận danh tính người gọi bằng cách hỏi địa chỉ, tên công ty hoặc tổ chức mà họ đại diện. Không tải về hoặc cài đặt bất kỳ phần mềm nào trên điện thoại của mình sau khi được yêu cầu làm như vậy trong cuộc gọi. Không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên điện thoại trừ khi đã xác nhận danh tính, địa chỉ và tên công ty của người gọi. Nếu không chắc chắn về tính xác thực của cuộc gọi, hãy liên hệ với người liên quan đến thông tin qua kênh khác như email hoặc trang web chính thức của công ty để xác minh thông tin. Khi có dấu hiệu nghi ngờ cuộc gọi lừa đảo, hãy lập tức ngắt kết nối, đồng thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc ngân hàng có liên quan để được hỗ trợ giúp đỡ hoặc gọi tổng đài 156 để phản ánh cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo.